Kiwin S Việt, sản phẩm của Tôn Đông Á, bảo hành lên đến 50 năm. Thưa quý vị, chặng đua dài có sự khắc nghiệt của chặng đua dài, còn chặng đua ngắn cũng có sự khắc nghiệt của chặng đua ngắn. Chính vì vậy mà chặng đua ngày hôm nay từ Đà Lạt về Bảo Lộc đường dài chỉ chưa tới 100 km, nhưng với những con dốc lên dốc xuống liên tục vẫn là cơ hội để tạo ra những cuộc tấn công vào các danh hiệu cả áo vàng, áo xanh, áo cam và đồng đội. Vậy những cuộc tấn công đã diễn ra như thế nào và các ekip đã hóa giải ra sao? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong chương trình Vui Nước Rút ngày hôm nay. Cảm ơn Tôn Đông Á đã đồng hành cùng chương trình. Chặng đua thứ 19 từ Đà Lạt về Bảo Lộc chỉ dài 97,5 km, nhưng có hai điểm nhấn về địa hình thi đấu là dốc Lan Hành và đèo Phú Hiệp. Dù chưa đủ độ khó để xếp vào các ngọn đèo thi đấu ở cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh năm nay, nhưng với các tập thể mạnh, đây vẫn là cơ hội để tổ chức tấn công. Đường đua sớm dậy sóng ngay sau khi xuất phát, với mục tiêu gỡ điểm áo xanh của Martin Lass, người đang kém Peter Rikunov 26 điểm và cố gắng chắc chiêu điểm số ở từng giải thưởng dọc đường. Không chỉ có Martin Lass mà Mikel Rem cũng lên trên này để hỗ trợ cho Martin Lass, cho thấy quyết tâm của các tay đua 620 Châu Thế Vĩnh Long trong việc đánh chiếm danh hiệu vua nước rút. Một nhịp độ rất cao và đó chỉ mới là điểm thưởng dọc đường đầu tiên thôi. Vừa rồi thì các tay đua An Giang đã quyết định tấn công để phá điểm thưởng dọc đường của tay đua Martin Lass. Đoàn nước rút mở ra và cùng chờ xem liệu điều đó có thành hiện được hay không. Có vẻ như là Martin Lass không thể giành trọn 5 điểm áo xanh ở điểm sprint này. Trên đường đua thì tất cả các đội như đội Vĩnh Long cũng muốn đánh chiếc áo xanh cho số điểm gần lại. Nhưng mà tôi cũng đọc được ý đồ đó đã cho mà một trận viên vào đó đó và có thể phá điểm chỗ vận viên của đội Vĩnh Long. Tính toán chiến thuật của tập thể 620 Châu Thới Vĩnh Long không nằm ngoài dự tính của An Giang. Và trong ngày mà Phạm Lê Xuân Lộc được thi đấu trên mảnh đất quê hương, anh cũng có nhiều hơn một lý do để thi đấu hết sức mình. Dù vậy, việc sớm bung sức ở giải thưởng dọc đường đầu tiên khiến tay đua của quân khu 7 mất đi cơ hội hợp sức cùng các đối thủ khác trong cuộc tấn công vào áo cam của Nguyễn Tấn Hoài. Em dính vào những vận động viên đưa về rút ở Series 1 thì lúc đó em đã cơ hội và em đã bung sức ở đó khá là nhiều. Thì về những con dốc nặng như dốc La Hanh và đèo Phú Hiệp em không thể dính vào những vận động viên tay đó cũng là một phần gọi là... một chút thiếu nhẹ bén ở trong chiến thuật ngày hôm nay. Trong những chặng vừa qua, cuộc cạnh tranh danh hiệu áo cam đôi khi còn gây cấn và khó đoán hơn cuộc chiến áo vàng, bởi những cái tên như Nguyễn Hoàng Sang, Nguyễn Thắng, Phạm Lê Xuân Lộc hoàn toàn có thể phối hợp với nhau thay phiên tấn công Nguyễn Tấn Hoài. Nhưng cũng giống như chiến thuật ở chặng đèo Khánh Lê, tập thể An Giang vẫn dồn toàn bộ đội quân giàu kinh nghiệm cho mục tiêu bảo vệ áo cam. Với việc mà áo vàng đi tấp trên thì đội còn lại sẽ ở lại và giữ các vận động viên Việt Nam và để tranh chấp áo vàng thì sẽ giữ lại hết và sẽ lập một cái tông dài để đưa về. Khi đã dùng toàn bộ lực lượng bảo vệ áo cam, có nghĩa là huấn luyện viên Lê Thành Liêm một lần nữa tin tưởng vào khả năng tác chiến độc lập ở phía trên của Peter Rikunov. Cũng như chặng đua từ Nha Trang về Đà Lạt, Rikunov lại rơi vào thế 1-3. Nhưng lần này, bên cạnh hai mũi công của thành phố Hồ Chí Minh, không còn là Safa Novikov của Nhiều Bình Minh Bình Dương, mà là Loic Destriac của Dược Domesco Đồng Tháp. Bây giờ thì các tay đua ở trên nhóm đầu, ngoại trừ Peter Rikunov lên đưa hơi thì chúng ta có thể thấy Loic Destriac cũng thể hiện quyết tâm của mình, bởi vì giả sử như trường hợp mà ba tay đua này có thể đánh văng được Peter Rikunov thì Loic Destriac cũng sẽ cải thiện được vị trí của mình từ hạng 5 lên hạng 3. Vì lúc này Safa Novikov cũng đã không thể đeo bám trước độ ngọt mà Igor Prolov và Ivanov Timofey tạo ra. Cũng như ở phía sau, đoạn đua đã gần như là rã ra rất nhiều nhóm và khả năng mà có những tay đua phía sau rượt lên bắt kịp bốn tay đua này gần như là cực kỳ khó. Mục tiêu đeo bám nhóm đầu của tôi ngày hôm nay là hướng tới một chiến thắng chặn. Dù biết Rikunov rất mạnh, nhưng việc tạo ra một nhóm nhỏ thoát đi thế này vẫn mở ra nhiều cơ hội hơn là đưa cả đoàn đông về rút. Hai mũi đánh áo vàng của thành phố Hồ Chí Minh là Timofey Ivanov và Igor Frolov hợp cùng Loic Destriac tạo nên tốc độ đáng kinh ngạc của nhóm 1, có thời điểm bỏ xa đoàn đông tới gần 5-6 phút. Nhưng dù cố gắng cách mấy, việc đánh bật Peter Rikunov vẫn là điều bất khả thi. Đương kim áo vàng cúp truyền hình tiếp tục nhiệm vụ đeo bám,
trước khi có cuộc phản công ngoạn mục trong 10 km cuối cùng. Còn ở nhóm trên vẫn là những cuộc tấn công không khoan nhượng được tạo ra bởi các ứng viên. Thêm một lần nữa, Eagle Four Love đã đưa ra một đòn tấn công và Peter Rikunov đừng chọc vỏ vàng khi lúc này anh ta một lần nữa lại phản ứng dữ dội. Một cú tăng tốc nữa để bỏ lại nhóm ba đối thủ của mình. Một màn cạnh tranh cực kỳ sòng phẳng và quyết liệt. Nó thể hiện được sự tự tin của áo vàng Peter Rikunov ở trong top 1 này. Cuộc tấn công quá công hiến và gần như bốn tay đua này họ nói với nhau là quên top 2 đi. Lúc này dường như nhận thấy Luis Dendriak và Ivanov Timofey đã không còn hơi nữa. Thì Igor Frolov phải một mình tự rượt lên. Đó là cuộc cạnh tranh giữa những tay đua hàng đầu ở cúp truyền hình năm nay. Và không có chỗ cho người không sẵn sàng cho những đợt tấn công bất ngờ ở trên đường đua vào lúc này. Và đây là Peter Rikunov ở trong những mét cuối cùng để về đích trong chặng đua ngày hôm nay. Trên khung hình này thì ở phía sau không hề thấy nhóm 3 tay đua còn lại và đích đến đã rất gần với Peter. Chiến thắng thứ 7 đang chờ đợi tay đua số đeo 27 của ekip tập đoàn Lộc Trời. Không có bất kỳ thử thách nào nữa và đó là chiến thắng trong tầm tay của Peter Rikunov. Peter Rikunov đã sẵn sàng cho màn ăn mừng ở đích đến. Một cái ngoái đầu để khẳng định chắc nịch rằng chiến thắng đã nằm trong tầm tay của Peter Rikunov. Và đây là tay đua áo vàng đã giành chiến thắng chặng thứ 7 ở cúp truyền hình năm nay, Peter Rikunov. Tôi đã xác định chiến thuật hôm nay của mình là bám sát các đối thủ cạnh tranh. Chân của tôi đã ổn hơn nhiều từ sau chặng gặp sự cố. Thời tiết hôm nay cũng mát mẻ, nên khi quan sát thấy Igor có dấu hiệu đuối sức, tôi đã quyết định nhấn bàn đạp đi solo trong những km cuối. Chúng tôi rất muốn giành chiến thắng chặng hôm nay và cũng đã có cơ hội tốt, nhưng thật không may, việc phối hợp giữa các bên đã không thành công. Hôm nay không phải là một ngày tốt lành của chúng tôi. Với chiến thắng chặng thứ 8, Peter Rikunov tiếp tục nới rộng cách biệt trên bảng tổng sắp áo vàng với Timofey Ivanov từ 33 giây 20 lên 55 giây 20. Trên bảng điểm áo xanh, khoảng cách giữa anh với Martin Last từ 26 điểm cũng được gia tăng thành 37 điểm. Thậm chí anh còn giúp tập đoàn Lộc Trời gỡ giờ với thành phố Hồ Chí Minh Vinama từ 2 phút 17 giây xuống còn 2 phút 02 giây. Lại một ngày khá thành công cho tập thể An Giang. Không còn bất cứ hoài nghi gì về sức mạnh của Peter Rikunov, người đang nắm giữ hai chiếc áo vàng và áo xanh ở cuộc đua năm nay, nhưng cũng không có hoài nghi nào về nỗ lực tấn công của các ekip khác với mong muốn đánh chiếm được những danh hiệu này. Và đó cũng chính là nét hấp dẫn qua từng chặng đua của cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh 2024. Mọi chuyện đều vẫn còn đang ở phía trước và chúng ta vẫn phải chờ đợi đến ngày 30 tháng 4 mới biết được kết cục chung cuộc như thế nào. Và đến đây thì chương trình Vui Nước Rút ngày hôm nay cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Cảm ơn Tôn Đông Á đã đồng hành cùng chương trình. Cúp truyền hình 2024 từ Bảo Lộc, Lâm Đồng, các tay đua về Thủ Dầu Một, Bình Dương đánh dấu việc đoàn đua chính thức rời vùng cao nguyên trở lại đồng bằng. Với lộ trình tương đối dài 155,5 km, hứa hẹn những cuộc cạnh tranh về áo xanh sẽ còn diễn ra rất quyết liệt. Đón xem truyền hình trực tiếp chặng 20 Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lúc 8 giờ ngày 25 tháng 4 trên HTV9 và HTV Thể thao. Sản phẩm của Tôn Đông Á bảo hành lên đến 50 năm.